Đây, mọi người cùng quan sát với test cái khả năng làm sạch của tẩy trang Abelie ha. Đây mặt Nghĩa đang trang điểm như thế này. Đặc biệt là cái lớp makeup phần mắt cực kỳ dày như thế này, sẽ thấm đều lên trên này. Đó. Sau đó thì áp vào trong mắt như thế này. Mọi người thấy không? Nào. Chùi đi một cách rất là nhẹ nhàng đơn giản như thế này thôi. Và nó không bị cái tình trạng khô ráp trên da ha. Chùi rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, mọi người chỉ cần áp như thế này thôi. Và cái phần phấn mắt là cái phần mà cực kỳ khó lấy đi ha. Đấy, và người ta lấy sạch sẽ rồi. Phấn mắt mascara đầy. Đó. Không bị cái tình trạng khô ráp da ha. Hai môi này. Thấy không? Rất chi là sạch.